Thưa quý vị, rất có thể khi bước sang năm mới 2017, nhiều nữ cán bộ công chức ở Hà Nội trước khi đến công sở sẽ phải đắn đo hơn rất nhiều khi đứng trước tủ quần áo với hàng loạt câu hỏi, lựa chọn trang phục có ống tay ra sao, sử dụng trang sức thế nào, dùng mùi nước hoa này đã hợp lý hay chưa. Còn các nam cán bộ công chức thì rất có thể sẽ phải vội vàng đi xóa các hình xăm trên cơ thể nếu không muốn bị cơ quan nhắc nhở, thậm chí phê bình. Tại sao lại phải phiền phức như vậy? Bởi dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, một bộ quy tắc ứng xử của các cán bộ công chức viên thủ đô sẽ được chính quyền Hà Nội ban hành. Bộ quy tắc này có tới 6 chương, 16 điều, trong đó một số quy tắc cụ thể như không mặc áo, không có ống tay, cổ áo, không mặc váy quá ngắn, không xăm hình, vẽ hình phản cảm, sử dụng trang sức mỹ phẩm nước hoa phù hợp. Những quy định này ngay lập tức gây ra tranh cãi về việc liệu nó có cần thiết hay không, nó có hạn chế quyền tự do cá nhân hay không và liệu nó có khả thi hay không. Và đây cũng chính là nội dung của chuyện tối nay của chúng tôi ngày hôm nay với khách mời tham gia trường quay là chuyên gia văn hóa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái. Đầu tiên thì Thùy Linh cũng xin thay mặt cho chương trình cảm ơn bà đã nhận lời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà Thùy Linh muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ là không biết bà đã xem qua bộ quy tắc này hay chưa, và theo bà thì tại sao Hà Nội lại nghĩ đến việc ban hành một bộ quy tắc ứng xử như vậy cho cán bộ công nhân viên chức ạ? Tôi chỉ nghe bạn nói thôi. Dạ. Và tôi chưa xem qua cái bộ quy tắc này. Nhưng mà bằng vào những cái mà bạn thông báo là nó có mấy chương này và các điều luật cụ thể của nó thì tôi chắc chắn là nó sẽ rất là dài và nó không phải là một vài điều. Nhưng trong đó chắc chắn là bạn và một số nhân vật ở trong đài VTC đã lọc ra một số các vấn đề mà đang gây tranh cãi và có thể là sẽ gây tranh cãi dài dài nữa. Thành ra là tôi rất chú ý đến những cái điều gây tranh cãi, vì một bộ quy tắc ứng xử về xã hội mà đang trong một cái thời buổi như thế này thì rất là đáng để ý và rất là đáng đối thoại và lại càng đáng gây tranh cãi. Dạ vâng. Và trong bộ quy tắc này như tôi có chia sẻ trước đó là có những cái rất là tiểu tiết hoặc là rất là cụ thể, như là áo thì không được, không có ống tay, không có cổ, hay thậm chí là mùi hương nước hoa như thế nào là phù hợp và trang sức phụ kiện ra làm sao. Thì theo bà là những cái chi tiết cụ thể như vậy nó có cần thiết hay không ạ? Tôi cho rằng những chi tiết cụ thể ấy không những không cần thiết mà còn gây phản cảm ấy. Bởi vì sao? Nó quá cụ thể đến cái mức mà ta không biết thực hiện nó như thế nào. Ngồi trước mặt tôi là bạn và sang năm bạn sẽ không mặc được cái váy này nữa. Vì bạn sẽ bị chắn bởi cái quy tắc này, vì cái váy phải quá đầu gối. Vừa rồi tôi nhìn thấy bạn, cũng là bạn Linh, bạn Thùy Linh, bạn ấy ra đón tôi và bạn mặc một cái váy ngắn cực kỳ xinh. Dạ. Trên đầu gối, rất là đẹp và đung đưa thế này. Tôi ở nước ngoài cũng khá lâu. Dạ. Thành ra là tôi thấy nó mặc váy là cực kỳ đẹp. Chỉ có điều là nó phải có văn hóa váy kèm theo. Dạ, mặc vâng. váy không thể nào xòe chân ra để rung đùi được. Và vâng. mặc váy lại càng không thể nào đi dạng chân ra được. Dạ. Và mặc váy lại càng không thể nào mà quá ngắn đến mức mà nhìn thấy cả đồ lót. Vâng. Thế nhưng mà lại bảo là cấm mặc váy trên đầu gối và lại chỉ phải hoặc được mặc váy quá đầu gối. Tôi cho rằng cái đấy không những không khả thi mà tôi còn thấy hơi bị lố bịch. Vì sao? Nó giấu hết tất cả vẻ đẹp của bạn đi. Dạ. Bạn có một đôi chân cực kỳ thẳng, cực kỳ đẹp. Tại sao không phô ra? Why? Và cái đấy nó là một văn minh mà. Thế tại sao lại chối từ nó? Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là nó quá cụ thể đi thì nó sẽ tự gây mâu thuẫn. Dạ, bởi vì quy tắc là quy tắc. Còn thực thi nó lại là những cái việc mà nó liên quan đến đời sống, nó chuyển động không ngừng. Thì những cái quy tắc ấy vào đời sống nó có cái có thể thực hiện được phải không? Và tôi nghi rằng là tôi rất nghi là bộ quy tắc này rất khó thực hiện trong đời sống, bởi những cái chỉ cần qua những chi tiết thì tôi là thấy tính bất khả thi của nó. Dạ vâng, và từ phù hợp cũng là một từ rất là tương đối đúng không ạ? Phù hợp với người này và phù hợp với người kia cũng chưa chắc đã khác nhau đúng không ạ? Và ở trong bộ quy tắc đó thì cũng và đại diện của Hà Nội thì cũng có nói rằng đấy chỉ là những cái sự khuyến khích thôi chứ cũng không phải là cấm. Thế thì và những cái nguyên tắc như vậy là để giúp làm sao mà chúng ta tự kiểm soát lẫn nhau, các cán bộ tự kiểm soát lẫn nhau, thì theo bà là cái điều đó nó có dẫn đến sự hình thức trong việc thực hiện cái bộ quy tắc này hay không ạ? Chắc chắn Linh thân mến. Dạ. Và lại tôi phải bổ sung cái vừa với cái điều mà bạn nói là phù hợp hay không phù hợp, mà thì cái đấy nó vô cùng trên trời ấy. Thí dụ bạn bôi một cái thứ nước hoa bạn thấy phù hợp kinh khủng bởi vì người yêu bạn thích và bạn cũng thích nữa cơ.
Thế nhưng cái người bên cạnh mà tôi khó chịu kinh khủng đấy, cái mùi nước hoa có cực kỳ nặng mùi. Ê, bạn có chịu được không? Tôi bảo, ô hay, tôi dùng nước hoa cho thân thể tôi chứ có dùng cho ông đâu. Ông kia lại bảo chứ, nhưng tôi phải người thấy nó và tôi không thích. Và không thích là việc của ông và không thích là việc của tôi. Và bạn có thể đứng dậy và nói là vì ông không thích cho nên tôi ra chỗ khác. Và tôi vẫn không ngăn được ý định sử dụng nước hoa, vẫn cứ sử dụng. Ô hay, thì ta sẽ chỉ gây cãi nhau thôi. Nhưng bây giờ lại làm một bộ quy tắc và lại đưa ra một cái chuyện là phải theo dõi lẫn nhau, xong phải bình giá lẫn nhau và phải phê bình lẫn nhau. Vì không phải là khuyến khích đâu mà là khuyến cáo, là không bắt buộc. Thì lại càng mâu thuẫn. Bởi vì đã khuyến cáo không bắt buộc thì tôi cứ mặc để làm gì tôi. Thí dụ, họ bảo là phải mặc áo có ống tay. Thế vị định nghĩa thế nào là ống tay? Thì xin thông báo với bạn là ống tay có 1.000 định nghĩa khác nhau. Nó chỉ cần nhô ra vai một tí thôi là có thể gọi là ống tay được. Vì nó gọi là một cái tức là một cái tép hoa chẳng hạn. Nó bảo là cô ơi, cô may áo tép hoa sen à. Xong tôi bảo chứ thế là thế nào của cháu, bởi vì người ta thì mặc đến đây thôi nhưng cô lại thích có ống tay, nhưng cháu may cho cô một cái chút ống tay chút chút giống như là cái hoa sen ấy. Cái cánh của hoa sen ấy là ôi đẹp quá, thế tại sao tôi lại không nhỉ? Thì tôi thấy may, tôi lại vẫn thấy rất là kín đáo nhá. Học trò của tôi vào lớp, nhưng chắc chắn là vào lớp tôi không cần bộ quy tắc ứng xử của thành phố. Học trò của tôi vào lớp và hở ra một số bộ phận nhạy cảm, tôi nhìn thấy một cái là lập tức tôi chỉ đùa thôi. Bạn em mặc áo không có nách, thậm chí bạn mặc may ô, xong bạn hở cả số ra, bạn đi lại đung đưa, xong bạn đi vào lớp và thức cô chơi vào lớp mà lại còn đi muộn, xong bạn lại còn mặc quần ngố, tức là quần rất ngắn cũng cỡ mà bó chặt, xong bạn lại còn hở đằng sau lưng ra để đeo một cái dây chuyền để cái chỗ ấy nó hở dưới nữa cơ. Bạn đi vào trong lớp thì bạn thấy kinh rồi, nước hoa nồng nàn, tức là bạn bôi rất nhiều và bạn lại đúng và phạm vào cái chuyện này, bạn dùng mỹ phẩm là cực kỳ đậm, môi đỏ chót. Xong mình mới rất kinh ngạc và bảo em thân mến, em đi nhầm vào lớp học rồi, đây không phải sàn diễn thời trang. Thưa cô em đi đúng ạ, em là người lớp mình ạ. Xong mình hỏi chứ tôi biết là em là sinh viên lớp này, em đi đúng, nhưng em đi nhầm rồi vì đây không phải sàn diễn thời trang, tôi nói lại. Thế xong rồi là thưa cô nhưng mà em thấy cũng chẳng ai cấm như thế này, em ăn mặc như thế này. Xong rồi bảo chứ tôi cấm. Đấy là cái nhất. Thứ hai là tôi cho bạn lựa chọn, nếu bạn vào học thì bộ quần áo này để ngoài. Vì nó mặc quần áo rất kinh khủng, vì cả lớp và tôi đều không có nhu cầu nhìn đến một số bộ phận của bạn bị hở. Hai là nếu bạn vào lớp thì bộ quần áo ở ngoài, và nếu bạn ra khỏi lớp thì bộ quần áo đi vào. Thì bạn ấy rất thông minh, bạn bảo thưa cô ạ, cho em chuẩn bị một tí thôi ạ. Xuống bà mặc áo chống nắng. Bà mặc áo chống nắng mà vào lớp, bà ngồi. Xong mình bảo thôi mặc kệ nó, tại vì nóng kinh khủng. Thì nhưng mà như thế thì rõ ràng là cái việc cấm mà nó thiếu, nó không có lý mà, thì người ta sẽ chống. Mà nếu có lý thì người ta sẽ tìm cách chống theo cái cách ấy. Mà cách ấy thì chỉ có thiệt thôi, bởi vì cả lớp đã cười dầm dĩ lên rồi. Thì bạn ấy lần sau bạn ấy không bao giờ mắc ý nữa. Vâng, chỉ qua một vài những cái phân tích, những cái ví dụ rất là cụ thể và từ góc nhìn của những người phụ nữ thì của phó sư Minh Thái thì tôi cũng thấy rằng cái quy định này nó sẽ gây tranh cãi nhiều và cũng rất là khó khả thi. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện về tiếp xúc với lại cán bộ công chức nhà nước. Bà là một công dân của thủ đô và chắc chắn là đã nhiều lần đi làm việc ở các cơ quan công quyền và tiếp xúc với công chức. Thì điều gì, giả sử nếu mà có một cái lần nào đó mà bà khó chịu thì điều gì khiến bà khó chịu? Có phải là cái cách thức mà họ ăn mặc hay là cách thức mà họ làm việc? Có hai cái mà có thể gây khó chịu này. Một là cách thức ăn mặc, nhưng cái gây khó chịu cho tôi nhiều nhất lại không phải cách thức ăn mặc, mà chính là cách thức giao tiếp và ứng xử với dân của toàn bộ cán bộ hành chính của Hà Nội là có vấn đề. Lạnh lẽo, khinh khỉnh và hết sức coi thường dân, quát tháo, ăn nói hỗn hào. Đấy là phần lớn đấy nhá. Hoặc ít ra là cực kỳ lạnh lẽo ấy, mà coi tất cả mọi người là bằng nhau. Thí dụ các cụ già thì phải nói như thế này, cụ ít tuổi phải nói như này, và bé thì phải gọi người ta như thế này. Nhưng mà hoàn toàn là khinh bỉ. Tôi đã vào hàng nghìn lần rồi, và tôi thường là, thậm chí tôi đã một lần tôi lấy thẻ nhà báo ra vì tôi chụp ảnh. Bạn bảo sao cô lại chụp ảnh? Xong bảo tại sao tôi lại không, tôi là nhà báo, tôi có quyền chụp ảnh đây, thẻ nhà báo đây. Vì bạn đang chơi game, bạn đang sử dụng cái laptop của bạn vào việc riêng. Tôi nhìn thấy là sao cô biết? Ô sao tôi lại không biết? Bạn nghĩ là tôi ngu lắm à? Dừng ngay cái chuyện này lại và tiếp tôi, bởi vì tôi xếp hàng đến đây rồi mà bạn vẫn chưa.
như vậy làm như có... là đánh máy ấy. Vâng. Thế nhá, thì tôi khó chịu cái thái độ, mặc dù cô rất đẹp, vâng, cô mặc rất là lịch sự, thế nhưng cũng có người khiến tôi rất khó chịu, bởi vì này, anh ta xăm mà anh ta lại còn phanh áo rồi vì nó nóng quá, mà anh ta lại không cài vào, mà lại hình xăm lại con rồng cứ quay quay này, xong mình nhìn chóng mặt cả mặt, xong mình bảo bạn, bạn thân mến, bạn có thể giấu con rồng cái đi không, bảo ơ không, quyền xăm là quyền của cháu chứ. Xong tôi bảo không, tôi có nói gì đến quyền đấy đâu, tôi chỉ nói là cái con rồng này trước mặt chúng tôi ấy, thì trông nó rất khó chịu, và cái này thì chắc chắn là bạn phải cất nó đi, làm ơn đóng ba cái cúc vào thì nó sẽ hết ngay. Tôi có một kỷ niệm rất là đẹp với lại anh Lập, cái người mà đã mất vì bệnh ung thư ấy. Trần Lập. Trần Lập, anh ấy đến đây này, VTC này, để nói về chuyện là có nên xăm hình không khi là người nghệ sĩ. À, nó hỏi ngoắt ngoéo tôi cơ, chứ còn người bình thường thì cứ xăm thôi. Thì tôi bảo là mà Trần Lập đến với một loạt các hình xăm trên người và anh ta có thể tháo ra để cho mọi người xem, thì tôi với anh ta đối thoại. Thì tôi bảo là Lập thân mến, về phương diện nghệ sĩ em có quyền xăm tất cả người em, và không có chỗ nào mà em không thích xăm mà em không xăm được cả. Nhưng có điều là chị chỉ hỏi em một điều thôi, là khi em lên em biểu diễn một tiết mục, thí dụ em hát về Điện Biên Phủ, thì em có đưa cái hình xăm của em ra không? Bảo tất nhiên là không chị ạ, sao em lại phải đưa ra, em phải cất nó đi chứ. Thì em cất bằng cách nào? Em mặc áo đến đây, em mặc quần đến đây, và em không hề hở ra một tí da thịt nào, sẽ em đánh đàn và em nhảy, và em không hề hở một tí hình xăm nào, vì em biết không thể được đưa hình xăm ra trước mặt tất cả mọi người, em không ngu dại như thế. Và tôi cho rằng đấy là một câu trả lời xuất sắc, vì nghệ sĩ lên biểu diễn là nhập thân vào một thế giới khác, chứ không phải còn là quyền. Chúng ta hiểu rằng là đấy là quyền của cá nhân, nhưng mà chúng ta nên nên trưng bày, trưng nó ra ở những chỗ nào cho phù hợp, và công sở thì cũng là một nơi rất nên cân nhắc để việc là chúng ta có nên trưng nó ra hay không, đúng không ạ? Nhưng nếu mà em đưa ra một cái lệnh là hoàn toàn là cấm chỉ hình xăm của cái người ấy ở nơi công sở, thì tôi e rằng không thực hiện được. Bởi vì thân thể là của em chứ không phải là của nhà nước, công chức để quản lý hoàn toàn đâu. Thế nhưng lại nói là khuyến cáo là không nhất định phải thực hiện cái đấy, thì lại theo dõi lẫn nhau. Thế xong rồi tự nhiên lại đảng viên lại bảo anh xăm nhá, và như thế là phải lôi nhau ra kiểm điểm. Thì em bảo như thế là rất bất tiện, và tôi cho rằng như thế là xúc phạm đến tự do cá nhân. Vâng, rất là cảm ơn những cái phân tích, những cái câu chuyện rất là cụ thể mà từ kinh nghiệm cá nhân của Phó sư Minh Thái, cũng như là từ cái góc nhìn của một chuyên gia văn hóa, để cho chúng ta thấy chúng ta có thêm một cái những góc nhìn khác về một cái quy định mà sắp được, có thể sắp được đưa ra tại Hà Nội và cũng đang gây rất nhiều tranh cãi. Và rất là cảm ơn những ý kiến của Phó giáo sư Nguyễn Thị Minh Thái. Thưa quý vị và các bạn, có câu là chẳng thơm thì cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch thì cũng người tràng an. Một bộ quy tắc ứng xử trong giao tiếp có thể lưu giữ và tìm lại nét thanh lịch vốn có của Hà Nội có lẽ là điều cần thiết, nhưng mà quan trọng là sự đón nhận và thực hiện của các cán bộ công chức và người dân thành phố. Và dĩ nhiên là người ta thường chỉ đón nhận nếu đó là những quy định phù hợp, hợp tình và hợp lý và có tính khả thi. Và tới đây thì chương trình Chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.